Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ sát hại linh mục, cảnh báo quốc tế về hậu quả của kích động hận thù nhắm vào tôn giáo tại Việt Nam. Tổ chức BPSOS, tức là Ủy ban Cứu người vượt biển tại Hoa Kỳ, vừa đưa ra cảnh báo quốc tế về tình trạng kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời thành lập khẩn cấp công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng về tình trạng này. Vài ngày sau khi xảy ra sự việc thảm sát nhắm vào một linh mục Công giáo ở Kon Tum. Trước đó vào ngày 29 tháng 1, linh mục Trần Ngọc Thanh, 41 tuổi, thuộc dòng Đa Minh, đang phục vụ tại giáo xứ Đắc Mốt, xã Xá Lồng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, đã bị một người đàn ông xông vào chém nhiều nhát vào người trong lúc đang làm lễ. Ông Thanh đang thực hiện nghi thức giải tội cho giáo dân. Đây là hình ảnh bên trái là chiếc ghế nhựa nơi linh mục Trần Ngọc Thanh đang ngồi tòa giải tội. Bên phải là căn nhà nguyện nơi vị linh mục bị sát hại. Do bị trúng hai vết chém chí mạng vào đầu, linh mục Trần Ngọc Thanh tuy đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi. Ông qua đời vào tối cùng ngày. Vụ án mạng đã gây ra sự phẫn uất và nhiều nghi vấn trong công luận về động cơ giết người của kẻ thủ ác, giữa bối cảnh có sự im lặng khó hiểu của toàn bộ truyền thông nhà nước Việt Nam suốt nhiều ngày trước vụ tấn công dã man nhắm vào chức sắc tôn giáo này. Mãi đến ngày 3 tháng 2, tức 5 ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát, thì Thông tấn xã Việt Nam mới đăng một bản tin ngắn với nội dung lấy được thông báo của Công an Kon Tum về việc bắt giam khởi tố vụ án giết người, mặc dù nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau khi ra tay sát hại linh mục Thanh. Hậu quả của kích động hận thù. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của chương trình này, một tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên giúp đỡ vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, cho rằng vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh là hậu quả của cả một quá trình kích động hận thù nhắm vào không chỉ các tu sĩ, các giáo dân Công giáo mà với hầu hết các tôn giáo đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi đã lên tiếng báo động về các hành vi bạo lực nhắm vào các linh mục, giáo dân Công giáo từ nhiều năm nay. Từ tháng 3 năm 2018, chúng tôi đã có báo cáo về Hội Cờ Đỏ lúc ấy. Sau này, Hội Cờ Đỏ không còn có những hành vi bạo lực trực tiếp nữa, nhưng họ chuyển sang sử dụng phương tiện mạng xã hội để có những lời lẽ kêu gọi hận thù nhắm vào các linh mục cũng như giáo dân. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã nói như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người đứng đầu tổ chức này cho rằng quá trình kích động hận thù đã gây ra những hậu quả khôn lường trong xã hội, mà vụ sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh là một trường hợp điển hình. Theo ông, một trong những hệ lụy của xã hội thảm khốc của quá trình kích động hận thù đó là những vụ thủ ác ngày càng tăng lên và người dân xem đó là chuyện bình thường. Đây là hình ảnh linh mục Trần Ngọc Thanh. Đặc biệt, các tôn giáo khi bị các thông điệp kích động bôi bẩn và trở thành những tổ chức xấu xa trong mắt một số người dân, thì họ dễ dàng trở thành mục tiêu của các vụ công kích và tấn công bạo lực bởi những người dân bình thường nhưng tin vào các thông tin và thông điệp tuyên truyền đến từ các trang mạng xã hội và truyền thông chính thức của nhà nước. Sau nhiều năm làm việc với các tín đồ thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau là nạn nhân của bạo lực, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết các vụ tấn công đặc biệt hay xảy ra ở các khu vực cao nguyên, nơi có nhiều nhóm dân tộc thiểu số với nhiều hạn chế về ngôn ngữ, trình độ văn hóa, hạn chế về phương tiện và điều kiện tiếp xúc với các nguồn thông tin, kiến thức đa chiều. Trước khi xảy ra vụ thảm sát sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh, một linh mục khác thuộc dòng giáo hận Kon Tum cũng đã bị đâm trọng thương. Chính quyền dù đã bắt giam được hung thủ, nhưng vụ việc cho đến nay coi như bị chìm xuồng, vì việc điều tra đã không đi đến đâu, theo tờ báo Công giáo chia sẻ. Và giữa lớp công chúng tỏ ra hoài nghi về động cơ giết người của thủ phạm tên là Nguyễn Văn Kiên, ban đầu được cho là một kẻ tâm thần và vốn là người xa lạ với linh mục Thanh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho rằng những hành vi kích động hận thù là thủ phạm trước mắt cần phải loại bỏ. Ông nói, rất có thể thủ phạm không phải là người làm việc cho chính quyền, nhưng nếu trong xã hội cứ tiếp tục để cho lan truyền những thông điệp hận thù thì chính những người bị tâm thần
hoặc bất bình thường thì dễ bị kích động nhất. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, là hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Bao che và dung dưỡng. Cũng theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, những hành vi mang tính kích động hận thù nhắm vào các tôn giáo tại Việt Nam trong nhiều năm qua đã được nhận sự bao che dung dưỡng của chính quyền. Ông nói, không phải chỉ là dung dưỡng mà chúng tôi theo dõi những nội dung kích động bạo lực ở Việt Nam, thì chúng tôi thấy rằng ngay cả nhà nước Việt Nam trên những phương tiện truyền thông chính thức của nhà nước cũng có khá nhiều nội dung kích động bạo lực từ phía nhà nước, chứ không phải chỉ từ phía những người dân đang được sự dung dưỡng của nhà nước. Ở xã hội Việt Nam, không những đã không ngăn chặn được nhà nước, còn đứng đằng sau bao che những hành động kích động hận thù trong xã hội, đặc biệt nhắm vào các tôn giáo độc lập, tức là không chấp nhận phục tùng chính quyền. Dẫn chứng cho nhận định của mình, người đứng đầu tổ chức này đã nói tiếp như sau. Khi có những người lên tiếng chỉ trích chính quyền, thì lập tức phía nhà nước sử dụng ngay những điều luật gọi là bảo vệ công dân, chống vu khống để phạt tiền, phạt hành chính và có khi là hăm dọa bỏ tù. Đây là hình ảnh vào ngày 28 tháng 6, nhà cầm quyền thành phố Huế đưa hơn 100 người, gồm các cán bộ và phụ nữ đến đập phá và triệt hạ thánh giá bên trong khuôn viên của đan viện Thiên An. Tuy nhiên, ngược lại, khi có những kẻ mà chúng tôi tình nghi là đằng sau có nhà nước như Hội Cờ Đỏ và các dư luận viên v.v., họ tha hồ lên mạng để phỉ báng, công kích và kích động hận thù nhắm vào các tu sĩ cũng như các tín đồ của các tôn giáo khác nhau, thì nhà nước không làm gì cả. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết, nhiều năm qua, tổ chức của ông cũng đã hướng dẫn một số tín đồ cao đài sử dụng ngay chính các điều luật quy định về tội vu khống, phỉ báng của Việt Nam để nộp đơn lên tòa án, nhưng đơn của họ đã bị bác ngay lập tức mà không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho việc bác đơn này. Theo luật pháp của Việt Nam, nếu một cấp tòa không xét xử thì phải giải thích rằng cái này không thuộc lĩnh vực thẩm quyền của chúng tôi. Quý vị hãy đến cơ quan nhà nước nào hoặc tòa cấp trên để được xử lý. Nhưng lần này, chúng tôi đã có một hồ sơ lên đến tận Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam mà đến tận giờ này vẫn không được trả lời. Rõ ràng có một sự phân biệt đối xử. Một đằng người dân bị lên tiếng thì lập tức bị trừng phạt. Trong khi đó, những kẻ thủ ác kêu gọi kích động bạo lực nhắm vào những công dân là đối tượng của nhà nước, tức là đang trong tầm ngắm của nhà nước, thì hoàn toàn vô can. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thêm như vậy. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng cho biết tổ chức của ông đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp, thúc giục Việt Nam chấm dứt tình trạng kích động hận thù này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi Hội Cờ Đỏ giảm các hành vi tấn công trực tiếp nhắm vào các tôn giáo và chuyển sang việc kích động qua mạng xã hội, vấn đề đã không còn được quốc tế chú ý đến nhiều nữa vì lý do không có bằng chứng thuyết phục về ảnh hưởng trực tiếp của hoạt động này. Đây là hình ảnh Hội Cờ Đỏ đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An. Vụ sát hại dã man linh mục Trần Ngọc Thanh, theo lời tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chính là một minh chứng cho thấy những thông điệp hận thù nhắm vào các tôn giáo đã gây tác động nặng nề trên những người thực hành tôn giáo tại Việt Nam. Thực ra, không phải chỉ linh mục Trần Ngọc Thanh, mà chúng tôi biết nhiều trường hợp khác như người Tây Nguyên, Cao Đài chẳng hạn. Cách đây vài tuần thôi, cũng đã xảy ra các sự kiện bạo lực xảy ra cho những tín đồ đạo Cao Đài ở Tây Ninh. Thành ra, chúng tôi đang gom lại để làm một báo cáo, báo động cho quốc tế rằng tình trạng kêu gọi kích động bạo lực tại Việt Nam là có thật và nó có những ảnh hưởng thực tế trên những người, đặc biệt là những người theo các tôn giáo không tuân phục sự kiểm soát của nhà nước. Giữa lúc vấn đề kích động hận thù đang trở thành mối quan tâm rất lớn của Liên Hợp Quốc, các chính phủ và tổ chức quốc tế, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết tổ chức của ông đã khẩn cấp thành lập toán công tác để theo dõi diễn tiến, viết báo cáo và vận động quốc tế lên tiếng nhằm chấm dứt tình trạng này tại Việt Nam. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Trung Quốc xây hàng rào biên giới với Việt Nam. Trung Quốc những năm gần đây đã tăng cường xây dựng nối dài hàng rào dọc biên giới phía nam của nước này, ngăn cách với các nước láng giềng Việt Nam, Myanmar và cả Lào nhằm chống lại COVID-19. Đó là thông tin mà họ đưa ra.
từ đầu năm 2020 khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh lấy lý do phòng chống COVID để tăng cường kiểm soát, thắt chặt biên giới và đẩy nhanh xây dựng hàng rào dọc biên giới, ngăn cách với các nước láng giềng phía Nam. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam do Trung Quốc xây dựng tại cột mốc 1328, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Và cái tên Vạn Lý Trường Thành phía Nam đã được dân mạng xã hội đặt tên cho hàng rào biên giới phía Nam của Trung Quốc ngăn với Việt Nam. Trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc gọi đó là Vạn Lý Trường Thành chống Covid. Bài báo Trung Quốc củng cố biên giới bằng Vạn Lý Trường Thành phía Nam đã viện dẫn lý do COVID-19. Đăng ngày 2 tháng 2 trên tờ báo Wall Journal cho biết Trung Quốc cũng đang xây dựng một hàng rào chắn trải dài dọc biên giới phía Nam dài tới 3.000 dặm của nước này. Bài báo trích dẫn lời của một cán bộ đảng viên thuộc tỉnh Quảng Tây giáp danh biên giới với Việt Nam kêu gọi cán bộ chạy đua với thời gian, dốc hết sức lực, kiên quyết đánh thắng đại dịch và bảo vệ cửa Nam của Trung Quốc. Năm ngoái, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, nơi giáp danh biên giới với Việt Nam, Myanmar và Lào, đã chi tới 500 triệu đô la để củng cố hàng rào biên giới. Bài báo này đã cho biết như vậy. Tuy nhiên, số liệu thực tế có thể cao hơn vì không phải tất cả chính quyền địa phương đều công bố các khoản chi tiêu này. Không chỉ tiền bạc, Trung Quốc còn tăng cường nhân lực kết hợp mọi lực lượng trong nước, từ cán bộ nhà nước đến người dân, cùng tham gia kiểm soát hàng rào biên giới phía Nam. Chủ tịch tỉnh Vân Nam cho biết vào tháng 1 năm 2022 đã có 100.000 quan chức, công an, binh lính và dân thường được cử tham gia tuần tra biên giới. Không những lớn về mặt quy mô, hàng rào biên giới này còn được Trung Quốc trang bị dây thép gai cùng các trang thiết bị hiện đại như camera quan sát và thiết bị cảm ứng. Bên ngoài là để chiến đấu với COVID-19, nhưng Vạn Lý Trường Thành phía Nam có khả năng gây chia rẽ lâu dài về thương mại, du lịch. Bài báo đưa ra nhận định như vậy. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới do Trung Quốc xây dựng nhìn từ xa. Hàng rào thép gai ngăn biên giới với Việt Nam. Năm ngoái, dọc theo biên giới của Trung Quốc với Việt Nam, một hàng rào cao tới 12 feet, tức là tương đương 3,6 mét, đột ngột được xây dựng, cũng bài báo này cho biết như vậy. Tại tỉnh Quảng Ninh, nơi có dân tộc Dao sinh sống, giáp với tỉnh biên giới của Trung Quốc, một hàng rào thép gai xoắn nhọn và chắc chắn đan xen với dây thép gai cuộn được Trung Quốc dựng lên chạy suốt trên các đỉnh đồi dọc theo biên giới với Việt Nam. Hàng rào thép gai này cũng được trang bị camera theo dõi cùng thiết bị chiếu sáng, có vẻ như nó vẫn đang được phía Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm. Từ khi có hàng rào ngăn biên giới này, người dân Việt Nam không còn mạo hiểm sang chặt cây nữa. Bài báo phỏng vấn một người dân Việt Nam sống gần khu vực này cho biết như vậy. Nó ngăn cản người dân bản địa Việt Nam sang các vùng đất giáp danh Trung Quốc để thu hoạch ngô hoặc bán dược liệu. Hàng rào này ví như nhà tù, theo lời của người dân Việt Nam sống ở Lào Cai. Hàng rào dây thép gai dường như cũng có phần kiểm soát đường biên nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, nhập cư, mặc dù Bắc Kinh luôn cho rằng hàng rào biên giới này là để ngăn cản COVID, mà nước này vẫn luôn theo đuổi chiến lược không COVID. Tại cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 12, vì tình hình ùn tắc xe hàng của Việt Nam xảy ra cửa khẩu với Trung Quốc, tham tán thương mại Hồ Tỏa Cẩm của Trung Quốc cũng nói về việc Việt Nam cần đẩy nhanh đàm phán nghị định thư, tức là hiện bị đình trệ, về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, tức là hàm ý các mặt hàng tiểu ngạch bị đình trệ một phần do số phía Việt Nam. Đây là hình ảnh dòng xe tải chở nông sản nối đuôi nhau dọc theo đường ra cửa khẩu Tân Thanh. Thông tin về hàng rào biên giới với Việt Nam và Trung Quốc từ Bộ Công Thương Việt Nam được đài báo nước này bình luận là bất ngờ. Trước đó, trên trang BBC tiếng Việt cũng đưa tin về tình trạng ùn tắc hàng hóa Việt Nam ở cửa khẩu với Trung Quốc như sau. Tới ngày 26 tháng 12 năm 2021, tình trạng hàng hóa từ Việt Nam mắc kẹt ở biên giới Trung Quốc vẫn tiếp tục, với hơn 5.000 container tắc ở biên giới dù Việt Nam đã có 50 cuộc hội đàm với phía Trung Quốc. Theo tờ báo Vietnamnet đưa tin, tính đến ngày 21 tháng 12 đã có khoảng 6.000 xe vận chuyển, chủ yếu là xe hàng hóa nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc đang phải nằm chờ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Vietnamnet cũng ghi nhận 10.000 tài xế Việt Nam vật vã ở biên giới trong tháng cuối năm vì xe hàng của họ bị kiểm tra chặt, khó nhập cảnh vào Trung Quốc. Tình trạng ùn tắc xảy ra trong một tháng trở lại đây, chủ yếu ở các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma thuộc tỉnh Lạng Sơn và một số điểm thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Bảo Quản lý về Hải quan cho biết, nguyên nhân chính là do Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid, tức là không có Covid, tờ Tuổi Trẻ Online đưa tin. Theo đó, một số cửa khẩu như Tân Thanh, Hữu Nghị, phía Trung Quốc cũng yêu cầu xe hàng Việt Nam phải có lái xe chuyên trách, tức là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCE định kỳ 3 ngày mỗi lần. Lái xe không được xuống xe khi sang Trung Quốc và phải về ngay trong ngày, niêm phong cabin xe. Do đó, lượng thông quan hàng hóa chỉ đáp ứng từ 20 đến 25% so với bình thường, theo tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam chia sẻ. Đây là hình ảnh tài xế hái rau ven đường tự nấu ăn tại xe để đối phó với cuộc thời gian chờ đợi nhiều tuần, không giải phóng được hàng hóa. Hôm 2 tháng 2, trang Hải quan Online tường thuật, Văn phòng Ủy ban Hiệp hội Mậu dịch Kinh tế Đối ngoại thành phố Bằng Tường đã có thông báo về việc bố trí thông quan dịp Tết Nguyên đán tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan và lối mở Pò Chải. Theo đó, nhằm làm tốt công tác bố trí thông quan hàng hóa, phía Trung Quốc cho biết kể từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 sẽ bố trí tiếp nhận thông quan hàng hóa đã đăng ký trước đó. Một số tài khoản trên trang mạng xã hội tiếng Trung của người Việt những ngày gần đây cũng đăng đoạn video được cho là quay cảnh binh lính bên phía lãnh thổ Trung Quốc đang ném đá sang phía bên kia sông thuộc biên giới của Việt Nam. Cũng theo video được cho là góc quay từ phía Việt Nam, không nói rõ địa điểm, có thể thấy 8 binh lính Trung Quốc mặc quân phục giống với trang phục chống bạo động, với mũ bảo hộ, đồ che mặt và cả khiên chắn. Những binh lính này đứng bên phần biên giới Trung Quốc liên tục ném đá sang bên kia bờ sông, tức là lãnh thổ biên giới của Việt Nam, nơi có hai xe xúc đất đang thi công nhưng không có binh lính nào. Chỗ bờ sông, 8 binh lính Trung Quốc đứng ném đá, cũng có một nhóm công nhân cùng xe cơ giới đang thi công đắp đá kè với hàng rào thép gai kiên cố vây quanh được gắn camera. Những người này có vẻ không quan tâm đến sự việc đang diễn ra. Ban tiếng Trung của BBC tại London sau khi tìm hiểu câu chuyện này đã cho biết không thấy truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cũng không thấy các mạng xã hội đề cập. Nhưng có một vài tài khoản mạng xã hội của người Hoa hải ngoại đăng lại một video có vẻ nguồn gốc ban đầu từ trang TikTok. Bản tin vào ngày 4 tháng 1 của Ban tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do EFA đã nói rằng vụ việc không rõ xảy ra ở đoạn nào ở biên giới. Tuy nhiên, người đăng tải clip là tài xế xe ben chở đất dạo gần đây cho việc thi công các công trình xây dựng bờ kè biên giới ở Lào Cai. Đây là hình ảnh lính biên phòng Trung Quốc đang ném đá về phía một xe múc đang làm việc phía Việt Nam. Trả lời tại BBC tiếng Việt, một nhà nghiên cứu Trung Quốc học, thạc sĩ Ngô Tuyết Lan từ Hà Nội, chuyên theo dõi thông tin trong nước Trung Quốc cho biết, cũng không thấy truyền thông chính thống của nhà nước Trung Quốc đưa tin vì sự kiện này. Nếu là xung đột nhỏ trong thời gian ngắn thì chuyện chỉ dừng ở đây, bà Lan nói thêm. Bà Tuyết Lan cho biết trên mạng thấy một số tài khoản với tiếng Hoa bình luận về video này. Theo bà, có tài khoản tiếng Hoa nói địa điểm xảy ra xung đột là cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Có tài khoản thì nói 8 người ném đá vào dân Việt Nam đang thi công chính là bộ đội biên phòng của Trung Quốc. Như thế, hiện vẫn chưa rõ vụ việc có thể xảy ra ở Lào Cai hay ở Quảng Ninh. Mới đây nhất, một thành phố ở Quảng Tây cũng bêu rếu 4 người Trung Quốc bị cáo buộc giúp người nhập cư lậu từ Việt Nam sang nước của họ. Trang tin nhà nước của Trung Quốc cho biết hành động kỷ luật này nhằm ngăn chặn tội phạm qua biên giới và khích lệ sự tuân thủ các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh. Truyền thông Trung Quốc thì mô tả tình hình dịch COVID ở khu vực biên giới với Việt Nam là nghiêm trọng và phức tạp.